Chào các bạn nha, đây là tác phẩm Bích Tai xong trong vòng một ngày nha các bạn, 12 tiếng trừ luôn thời gian ủ tê luôn thì còn khoảng 7-8 tiếng. Tác phẩm này do tôi vẽ và cây xăm trong xuôi là xó mẫu luôn nha các bạn, xé mẫu là mẫu độc quyền cho khách luôn, không xăm cho khách thứ hai. Đây là tác phẩm Bích Tai làm trong vòng một ngày nha các bạn. Dở ra từ từ rồi quay xuống luôn. Rồi chào ba chút xíu thôi, đưa khăn giấy cho thầy. Màu rất là tươi nha các bạn. Không Photoshop nha các bạn, mình đang cầm điện thoại di động mình quay nha các bạn. Quay xuống lên nha. Quay lại. Da đang sưng lên nha các bạn ơi, xăm đang liên tục cho nên da đang sưng dở cho thầy. Không dở. Thẳng tay ra luôn. Tác phẩm này do anh Thợ làm nha các bạn. Đó, đi xe lũ. Ở đây là mình làm trong vòng một ngày tác phẩm Bích Tai hết cho tất cả khách hàng nào không có thời gian nha các bạn. Địa chỉ là 32 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Mình quay địa chỉ luôn cho các bạn coi luôn. Anh này anh từ ngoài Nam Định, anh đi vô đây anh không có thời gian cho nên mình xăm trong vòng một ngày. Và bảo hành suốt đời nha, cho nên các bạn an tâm.